Thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy cùng các em học bài số 2, căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức. Căn A bình phương bằng giá trị tuyệt đối của A. Ở bài này, hôm nay thầy sẽ đi vào phần một lớn, kiến thức cần nhớ. Các em cần nhớ cho thầy một số kiến thức trọng tâm ở bài này như sau. Các thầy đi vào phần 1 là căn thức bậc 2. Căn thức bậc 2. Ký hiệu là căn A thì đọc là căn bậc 2 của biểu thức A. Cái biểu thức A này được đọc là biểu thức lấy căn. A này đọc là biểu thức lấy căn. Lấy căn. Ngoài ra biểu thức A còn có một tên gọi khác, đó là biểu thức dưới dấu căn. Biểu thức dưới dấu căn. Thế thì để điều kiện để căn thức bậc 2 có nghĩa thì như thế nào? Thì đối với căn thức bậc 2 thì em lưu ý là để biểu thức căn thức bậc 2 có nghĩa hoặc là xác định. Thế nhưng là có nghĩa này, hoặc là xác định. Khi biểu thức dưới dấu căn là không âm. Biểu thức dưới dấu căn là không âm. Thế ở cái mục 1 là căn thức bậc 2 thì các em cần nhớ cho thầy hai cái ý chính như vậy. Bây giờ thầy sang cái mục 2 là hằng đẳng thức. Hằng đẳng thức. Căn bậc 2 của biểu thức A bình phương thì nó bằng giá trị tuyệt đối của biểu thức A. Mà như các em đã học ở dưới lớp dưới thì các em đã biết là giá trị tuyệt đối của biểu thức A nó bằng biểu thức A nếu biểu thức A có giá trị là không âm, và bằng trừ biểu thức A nếu biểu thức A có giá trị âm. Ở bài này thì có hai cái mục kiến thức các em cần lưu ý cho thầy như vậy. Thì dựa vào những kiến thức trọng tâm của cái bài này thì thầy phân ra các dạng bài tập sau đây. Thầy mục 2 lớn là các dạng bài tập. Các dạng bài tập. Thế thì các em xem ở trong sách giáo khoa, trong sách bài tập và các tài liệu khác thì có rất nhiều dạng. Nhưng ở đây thầy sẽ phân ra 5 cái dạng cơ bản. Thì trước hết là cái dạng thứ nhất, dạng 1. Dạng 1 là tính giá trị biểu thức hoặc là rút gọn biểu thức. Rút gọn biểu thức. Thế thì để rút gọn biểu thức này thì đối với biểu thức chứa dấu căn thì chúng ta sẽ thực hiện phương pháp của chúng ta như thế nào? Thì trong bài này chúng ta đang học là căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức. Căn thức bậc 2 và hằng thức thì chúng ta dựa kiến thức trọng tâm ở bài này chính là cái hằng đẳng thức để chúng ta tính. Để chúng ta sử dụng cái hằng đẳng thức là A bình phương bằng giá đối của A. Cái thứ hai là các bạn thực hiện cái phép tính. Thực hiện các phép tính và sau đó là thu gọn. Đấy, thì các em lưu ý cái phương pháp chung thì thầy là như vậy. Bây giờ sang phần ví dụ áp dụng. Ví dụ áp dụng. Thế đối với dạng toán này thì nó có cả phần tính, đố phần tính đơn giản thì bằng số, và các bài toán biểu thức, rút gọn biểu thức thì chúng ta có cả phần số và phần chữ.
Thì trước hết thầy đi cái ví dụ về phần tính toán về phần số trước. Thầy đi ví dụ 1. Tính căn bậc 2 của 4 bình phương. Thế bây giờ các em sẽ để ý cho thầy nào. Căn bậc 2 của 4 bình phương thì em thấy là 4 bình phương thì trên này là biểu thức A bình phương. Như vậy biểu thức A của thầy đóng vai trò đấy chính là số 4. Và áp dụng hằng thức thì nó sẽ bằng là giá đối của 4. Và đồng thời 4 của chúng ta là giá trị dương. Do vậy là giá đối của 4 chính là bằng 4. À, cái này các em đã tính rất là nhanh. Thế còn trường hợp thứ hai là biểu thức của chúng ta là bằng căn bậc 2 của trừ 3 tất cả bình phương. Trừ 3 tất cả bình phương. Thì chúng ta cũng áp dụng hằng thức thì nó bằng giá trị tuyệt đối của trừ 3. Và các em thấy là trừ 3 biểu thức trong giá đối là trừ 3 là số âm. Trừ 3 là số âm. Thì nó bằng trừ biểu thức trừ của trừ 3. Mà trừ của trừ 3 chính là bằng dương 3. Thì đây là một trong những ví dụ đơn giản. Thầy ra tiếp tục cái ví dụ ở mức độ khó hơn một chút. Đó là căn bậc 2, tính căn bậc 2 của biểu thức là căn 2 trừ 1 tất cả bình phương. Áp dụng thì nó bằng là giá đối tuyệt đối của căn 2 trừ 1. Thế nhiệm vụ của thầy lúc này thầy sẽ phá cái dấu giá đối này. Muốn biết phá dấu giá đối này thì chúng ta phải biết biểu thức ở trong giá đối là số dương hay là số âm. Vậy làm sao để chúng ta biết là số dương số âm? Thì đấy thầy so sánh giữa căn 2 và số 1. Thì dễ dàng em thấy là 1 chính là bằng căn 1. Mà căn 2 thì lớn hơn căn 1. Do vậy là căn 2 trừ căn 1 là một số dương. Vậy thì biểu thức giá trị đối của căn 2 trừ 1 chính bằng căn 2 trừ 1. Và các em giải thích ở đây cho thầy chính là bằng căn 2 thì lớn hơn hơn 1. Trong trường hợp biểu thức bình phương của chúng ta như sau là bằng 2 trừ đi căn 5 tất cả bình phương thì nó như thế nào? Thì chúng ta thấy là bằng giá trị tuyệt đối của 2 trừ căn 5. Vậy thì lúc này thầy vẫn phải kiểm tra biểu thức trong giá đối là số dương hay số âm. Thì tiếp tục thầy vẫn so sánh nào. Như vậy 2 thì chính là bằng căn 4. Mà em thấy là căn 4 thì nhỏ hơn căn 5. Mà căn 4 nhỏ hơn căn 5, vậy căn 4 trừ căn 5 là một số âm. Mà số âm thì nó bằng trừ biểu thức. Đây biểu thức A là một số âm. Biểu thức A chúng ta số âm. Thì giá trị tuyệt đối của biểu thức A chính bằng trừ biểu thức. Vậy thì nó bằng trừ của 2 trừ căn 5. Và các em mở ngoặc chúng ta đổi dấu chính bằng là căn 5 trừ 2. Và chúng ta giải thích là 2 thì là bé hơn căn 5. Như vậy đây là một trong những bài tính đơn giản chúng ta vừa thầy vừa thực hiện các em sau. Là đối với bài toán tính đơn giản bằng bằng số. Bây giờ thầy tiếp tục đến cái phần tiếp theo của chúng ta là dạng rút gọn bằng chữ. Thì chúng ta làm thế nào? Bài rút gọn bằng chữ. Thầy lấy ví dụ. Rút gọn biểu thức. Rút gọn biểu thức. Rút gọn biểu thức. A bằng căn bậc 2 của x bình phương trừ 4x cộng 4 trừ x cộng 6. Và đây cho điều kiện là x thì lớn bằng 2. Thế bây giờ chúng ta làm thế nào cho tôi gọi. Thì các em quan sát rất là nhanh thôi. Các em thấy là biểu thức dưới dấu căn của thầy chính là x bình phương trừ 4 cộng 4 chính là hằng đẳng thức. Và hằng đẳng thức này viết về bình phương của một hiệu. Vậy thì biểu thức dấu căn của thầy viết bằng bằng x xì trừ 2 tất cả bình phương trừ cho x cộng 6. Và chúng ta áp dụng hằng đẳng thức thì nó chính bằng là giá trị tuyệt đối của x trừ 2 trừ x cộng 6 bằng giá trị tuyệt đối của x trừ 2 trừ x cộng 6. Thế nhiệm vụ của thầy lúc này sẽ là phải phá dấu giá đối x trừ 2. Thế các em sẽ để ý đây cho thầy nào. Thầy sẽ làm ngoài phần nháp để các em quan sát. Đó chính là
Chúng ta nhắc lại một lần nữa công thức là giá trị tuyệt đối của A nó bằng biểu thức A nếu biểu thức A của chúng ta là có giá trị dương, à không âm, và bằng trừ biểu thức nếu biểu thức A có giá trị âm. Vậy thầy áp dụng vào cái giá đối này để thầy phá số giá đối x trừ 2. Vậy thì tương tự x trừ 2 của thầy giá đối x trừ 2. X trừ 2 của thầy đóng vai trò là biểu thức A. Vậy thì nó bằng biểu thức A, tức là bằng x trừ 2 nếu x trừ 2 của thầy lớn bằng 0. Và các em giải được ngay x trừ 2 lớn bằng 0 thì các em giải được ngay là x của thầy sẽ lớn bằng 2. Như vậy các em thấy ở trên đề bài cho là họ cho x trừ lớn bằng 2. Vậy thì chúng ta sẽ không làm tiếp ở cái bước thứ hai và chúng ta sẽ thay ngay giá trị tuyệt đối của x trừ 2 chính bằng x trừ 2. Như vậy thầy thay vào đây là biểu thức A chính bằng là x trừ 2 trừ cho x cộng 6. Các em thu gọn lại 1x trừ 1x bằng 0 và trừ 2 cộng với 6 chính bằng bằng 4. Đó là cái trường hợp mà thầy vừa rút gọn cho các em. Thầy lại sang tiếp tục cái ví dụ tiếp theo ở cái dạng này. Thầy cho cái ví dụ vẫn là rút gọn biểu thức, là biểu thức B. Quan sát là biểu thức B chúng ta. Để cho biểu thức B. B bằng căn bậc 2 của x bình phương cộng 6x cộng 9 trừ x cộng 3. Nhưng lúc này thầy cho là x thì nhỏ hơn trừ 3. Thì chúng ta làm như thế nào? Các em vẫn thấy là cái x bình biểu thức giúp căn là x bình cộng 6x cộng 9 vẫn là hàng đẳng thức và được đưa về hàng thức là bình phương của một tổng, tức là x gì cộng 3 tất cả bình phương trừ x cộng 3. Áp dụng hàng thức thì thầy có ngay là căn bậc 2 của thức x cộng 3 của bình phương thì nó bằng giá trị tuyệt đối của x cộng 3 trừ x cộng 3. Và lúc này thầy sẽ phá dấu giá trị tuyệt đối là x cộng 3. Thế là tiếp tục quan sát ở đây. Như vậy là thầy có ngay là giá trị tuyệt đối của x cộng 3 nào bằng bằng A. Như vậy ở trong trường hợp bằng x cộng 3 thì bằng x cộng 3 nếu x cộng 3 mà lớn hơn bằng 0 thì dễ dàng các em giải được ngay là x gì lớn hơn trừ 3. Như vậy là chắc mà đề bài của thầy lại cho là x gì nhỏ hơn trừ 3. Như vậy là cái trường hợp 1 chúng ta không lấy được. Chúng ta tiếp tục triển khai trường hợp thứ hai. Như vậy là bằng trừ biểu thức, bằng trừ biểu thức của x cộng 3. Như vậy bằng trừ biểu thức thì thầy đổi dấu là bằng trừ x trừ 3 nếu ở trên thì chúng ta giải được x thì lớn hơn trừ 3 thì phía dưới bằng trừ 3 thì phía dưới chúng ta sẽ lấy ngược lại là x thì bé hơn trừ 3. Như vậy là đề bài của thầy là x thì bé trừ 3. Như vậy x thì mà bé trừ 3 thì giá trị tuyệt đối của x cộng 3 nó bằng trừ x trừ 3. Như vậy thầy thay vào biểu thức thì chúng ta có kết quả thì B nó sẽ bằng trừ x trừ 3 và trừ x cộng 3. Thầy thu gọn lại và kết quả nó bằng là trừ 2x. Như vậy là thầy vừa đi xong cái dạng số 1 của chúng ta. Các em có thể quan sát lại một lần cái dạng số 1 của chúng ta. Đó, các em xem là một lần nữa từ dạng đơn giản bằng số cho đến phần bằng chữ. Và ở cái trường hợp thứ hai thầy cũng đã trình bày các bạn xem lại. Như vậy là thầy vừa đi xong cái dạng số 1. Thế thì bây giờ các bạn lại quan sát về cái kiến thức của chúng ta đã học, đó là biểu thức căn bậc 2 có nghĩa hoặc là biểu thức căn bậc 2 xác định. Thì chúng ta thấy là biểu thức dưới giúp căn phải lớn bằng 0. Thì dựa vào cái kiến thức này thầy phân ra cái dạng bài toán số 2 thầy các em vào cái dạng bài toán số 2. Dạng 2. Tìm điều kiện xác định. Tìm điều kiện
xác định hoặc là có nghĩa của biểu thức trước căn bậc 2, của biểu thức trước căn bậc 2. Thì đấy, phần này sau này các em ôn ở phần thi lớp 10 thì còn rất nhiều cái phần tìm cái điều kiện xác định này ở phần rộng hơn, nhưng ở cái bài này thì thầy đưa các em hai cái dạng cơ bản nhất. Đó là cái phương pháp chung thứ nhất là chúng ta biết ngay rồi, nếu biểu thức là đa thức, căn bậc 2 của một biểu thức là đa thức. Như vậy căn bậc 2 của biểu thức A mà có nghĩa khi nào? Khi cái biểu thức dưới dấu căn là một số không âm. Cái trường hợp thứ hai của chúng ta đó là biểu thức A trên căn bậc 2 của biểu thức B. Thì em thấy lúc này cái căn bậc 2 của chúng ta, biểu thức B nằm ở dưới mẫu. Do vậy là biểu thức B là căn bậc 2 thì biểu thức nằm dưới dấu căn phải lớn bằng 0. Nhưng biểu thức B lại nằm dưới mẫu thì nó phải các 0. Như vậy kết hợp hai điều kiện lại thì B của thầy sẽ là lớn hơn 0. Thì đối dạng này các em lưu ý cho thầy hai cái điều kiện như vậy. Thì dựa vào đây thầy sẽ đi vào các cái dạng bài tập. Ví dụ chúng ta, ví dụ thầy đi ví dụ 1 là tìm điều kiện xác định, tìm điều kiện xác định của các biểu thức sau. Căn bậc 2 của 2x trừ 4 ý A, căn bậc 2 của trừ 3x cộng 6 ý B, và ý C là 3 trên căn bậc 2 của x chỉ trừ 5. Thế thì ở đây thầy sẽ trình bày cái câu A và câu C, còn câu B thì các bạn về nhà làm tương tự. Thầy giải. Thế thì cách trình bày nào? Ở cái đề bài người ta cho câu hỏi là tìm điều kiện xác định của biểu thức. Thế các bạn lấy ngay câu hỏi làm cho câu đặt vấn đề của chúng ta. Thì các bạn sẽ làm như thế này. Để biểu thức, để biểu thức căn bậc 2 của 2x chỉ trừ 4 là xác định. Em thấy rồi. Như vậy là ở đây biểu thức của chúng ta chính là biểu thức căn A, là một đa thức, chính là 2x chỉ trừ 4 nằm dưới căn. Thì chúng ta chỉ cần biểu thức nằm dưới căn là một số không âm. Như vậy là 2x chỉ trừ 4 lớn hơn bằng 0. Và chúng ta biến đổi giải cái bất phân lì này, thầy giữ nguyên 2x ở phía trái, thầy chuyển cái âm 4 từ phía trái sang phía phải, thầy đổi dấu thành dương 4 và thầy giải được cái bất phân lì này là x thì sẽ lớn hơn hoặc bằng. Khi chia cả hai vế của bất phân trình cho một số dương thì bất phân trình của chúng ta là không đổi chiều. Do vậy là 4 chia cho 2 nó bằng 2. Và thầy kết luận. Vậy thì với x thì lớn bằng 2 thì biểu thức căn bậc 2 của 2x chỉ trừ 4 là xác định. Thế còn ở trường hợp câu B thì các em sẽ làm tương tự thôi. Nhưng các em lưu ý thầy nào, trường hợp câu B là các bạn vẫn lý luận như vậy, thì cho là trừ 3x cộng 6 lớn bằng 0. Nhưng lưu ý khi giải bất phương trình ấy, thì khi chia cả hai vế của bất phương trình cho một số âm, đó là chia trừ 3, thì lúc này bất phương trình em lưu ý cho thầy là bất phương đổi chiều. Thì cái này các em đã học ở phần giải bất phân trình lớp 8, các em nhớ lại để chúng ta giải bất phân trình. Thế ở trong trường hợp IC thì các em chú ý thầy nào. Như vậy là căn bậc 2 của thầy là nằm ở dưới mẫu thức, mà dưới mẫu thì điều kiện đầu tiên là cái mẫu phải các 0. Cái thứ hai là x trừ 5 nằm là biểu thức nằm dưới căn, thì xin lỗi, x trừ 5 là biểu thức nằm dưới dấu căn thì x trừ 5 phải là không âm. Do vậy là kết hợp hai điều kiện lại thì chúng ta cho điều kiện x trừ 5 của thầy sẽ lớn hơn 0. Vậy thầy vẫn lý luận như vậy. Để biểu thức
3 trên căn x trừ 5 là xác định. Khi và chỉ khi đó là x xì trừ 5 lớn hơn 0. À, không khó khăn gì để chúng ta giải bất phương trình này, để chúng ta giải được là x xì lớn hơn 5. Và chúng ta kết luận. Vậy x lớn hơn 5 thì cái biểu thức 3 trên căn x trừ 5 cùng chúng ta là xác định. Đấy, như vậy ở cái dạng 2 này thì các em lưu ý cho thầy hai cái kiến thức. Thứ nhất là một biểu thức đa thức thì cho biểu thức dấu căn là lớn 0. Biểu thức thứ hai là nằm ở dưới mẫu thì chúng ta cho cái biểu thức ở trong dấu căn là lớn 0. Và cách giải thì thầy đã trình bày mẫu, thì các em quan sát kỹ và chúng ta sẽ về nhà sẽ có nhiều cái bài tập để tương tự chúng ta làm. Thầy tiếp tục đi sang cái dạng thứ ba của chúng ta. Cái dạng thứ ba cũng dựa vào cái hàm đẳng thức để chúng ta giải phương trình. Cái dạng thứ ba thầy đi dạng 3. Dạng 3 là giải phương trình. Có dạng. Thế đối với dạng 3 giải phương trình có dạng, thầy phân ra hai dạng nhỏ. Thứ nhất là đối với trường hợp, thứ nhất là căn của một biểu thức f với x nào đó chưa biến và bằng một số m. Thế trong trường hợp mà m bằng 0 ấy, trong trường hợp m bằng 0 là trường hợp đặc biệt, do vậy là fx sẽ bằng 0. Nhưng trong trường hợp này thầy xét m là một số dương, tức là m sẽ lớn hơn 0. Tại sao thầy lại không xét m là số âm? Thì thầy giải thích nhỉ. Như vậy các bạn thấy là một biểu thức căn bậc 2 ở vế trái một biểu thức căn bậc 2 luôn luôn là một số không âm. Nếu vế phải là một số âm thì cái phương trình này không tồn tại, bởi vì số không âm không thể bằng số âm được, phương trình không tồn tại. Do vậy trường hợp số âm là phương trình vô nghiệm, do vậy thầy không xét, thầy chỉ xét trường hợp là m lớn 0. Còn trường hợp đặc biệt m bằng 0 thì căn fx bằng 0 nghĩa là fx bằng 0, thì trường hợp này đặc biệt thầy không xét, thầy xét trường hợp m lớn 0. Vậy đối với bài này thì chúng ta sẽ giải quyết nó như thế nào? Thì chúng ta áp dụng hàm đẳng thức thôi, thì thầy đưa vào phương pháp chung của cái này. Áp dụng hàm đẳng thức thì nó chính bằng là giá trị tuyệt đối của fx bằng m. Như vậy là m là số dương, giá trị tuyệt đối của fx bằng m thì chỉ có hai trường hợp xảy ra của chúng ta. Đó là fx bằng m hoặc là fx bằng trừ m. Đây là cái dạng A là cái biểu thức bên phải của chúng ta là một số. Thế trường hợp thứ hai là cả hai biểu thức của chúng ta ở vế trái và vế phải đều chưa biến. Ví dụ là căn bậc 2 của biểu thức f x bình phương bằng một biểu thức gx. Thế thì bạn thấy là ở bên vế phải của chúng ta ở vế trái luôn luôn là một số không âm. Luôn luôn là một số không âm rồi. Mà vế phải của chúng ta là một biểu thức chưa biến. Do vậy chúng ta trước khi để giải cái phương trình tồn tại thì chúng ta phải điều kiện. Như vậy phương pháp chung ở bài này, ở cái dạng chưa biến này, thì trước hết của chúng ta là phải điều kiện. Điều kiện cho gx lớn bằng 0. Vậy khi biểu thức gx lớn bằng 0 rồi thì chúng ta sẽ đưa cái biểu thức fx ở trong dấu dưới dấu căn ra ngoài, thì nó trở thành là giá đối của f với x bằng gx. Và bạn thấy là gx lớn bằng 0 thì chúng ta lại trở về trường hợp 1, thì nó xảy ra hai trường hợp, đó là fx bằng gx hoặc là fx bằng trừ gx. Như vậy đây thầy vừa đưa ra cái phương pháp chung để cho cái dạng thứ ba là giải phương trình này. Thì bây giờ thầy đi vào cái ví dụ áp dụng. Ví dụ áp dụng.
Thì đi cái ví dụ 1 là giải phương trình ở vế phải là một số dương, là giải phương trình. Giải phương trình chính là căn bậc 2 của x bình phương trừ 4x cộng 4 bằng 6. Thế thì ở đây các em đầu tiên các em chưa thấy là cái biểu thức dưới dốc căn x bình phương trừ 4x cộng 4 là một biểu thức bình phương. Vậy các bạn sẽ biến đổi nó trở thành một biểu thức bình phương. Thì rất may ở trong trường hợp này các bạn thấy nó là một hàm đẳng thức, là bình phương một hiệu, nên dễ dàng các em biến đổi tương đương phương trình này về là bằng căn bậc 2 của x xì trừ 2 tất cả bình phương bằng 6. Và thầy áp dụng hàm đẳng thức, nó trở thành là giá đối của x trừ 2, đưa biểu thức x trừ 2 ra ngoài dấu căn thành giá đối của x trừ 2 bằng 6. Và chúng ta trở về với dạng 1 của chúng ta, à, dạng số 3 của chúng ta là đối trường hợp số dương của dạng A, thì nó bằng hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là x xì trừ 2 bằng 6, và trường hợp thứ hai là x xì trừ 2 nó bằng trừ 6. X xì trừ 2 nó bằng trừ 6. Và các em giải cái phương trình này thì thầy được ngay là x xì bằng, chuyển trừ 2 sang từ vế trái sang vế phải, đổi dấu âm 2 sang là 6 cộng 2 nó bằng 8. Chuyển âm 2 sang là bằng cộng 2, như vậy là x xì bằng trừ 4. Và chúng ta kết luận, vậy phương trình có hai nghiệm, phương trình có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x xì bằng 8, và nghiệm thứ hai của chúng ta chính là x xì của thầy bằng trừ 4. Thế thầy vừa đi xong ở cái phần cái ý A, đó là cái biểu thức phương trình ở cái biểu thức ở vế phải của chúng ta là một số. Bây giờ thầy sang cái trường hợp thứ hai, ví dụ thứ hai là giải phương trình cả vế phải và vế trái của chúng ta là biểu thức chưa biến, ví dụ là giải phương trình căn bậc 2 của 4x bình phương trừ 4x cộng 1 bằng x xì trừ 3. Thế thì rõ ràng các bạn thấy là vế trái của chúng ta là một biểu thức bậc 2 thì luôn luôn không âm rồi. Vế phải của chúng ta là một biểu thức chưa biến. Do vậy trước khi giải thì chúng ta phải điều kiện cho vế phải là một biểu thức không âm. Thì thầy đi điều kiện. Điều kiện là x xì trừ 3 của thầy nó không âm. Và thầy giải được ngay là x xì lớn hơn hoặc bằng 3. Đây chính là điều kiện để chúng ta so sánh nghiệm. Đối dạng này khác với dạng 1, đối dạng này khác với dạng A. Đó là dạng A chúng ta không cần phải so sánh nghiệm, nhưng ở cái dạng B thì chúng ta phải so sánh nghiệm. Khác nhau mỗi chỗ này, một số bạn sẽ hay nhầm giữa phần biến và phần chữ số là hai phần này khác nhau. Thế bây giờ thầy sẽ thấy ngay là cái cũng dễ dàng thấy ngay là biểu thức trên của thầy chính là hàm đẳng thức, nó chính bằng là 2x trừ 1 tất cả bình phương, và nó bằng x xì trừ 3. Áp dụng hàm đẳng thức thì bằng giá trị tuyệt đối của 2x xì trừ 1 nó bằng x xì trừ 3. Do chúng ta vừa điều kiện ở trên là x xì trừ 3 không âm, nên cái phương trình này được biến đổi về hai phương trình sau, đó là 2x xì trừ 1 bằng x xì trừ 3, hoặc là 2x xì trừ 1 bằng trừ của biểu thức x trừ 3. Như vậy trừ của x trừ 3 thì các bạn lưu ý là đổi dấu thành trừ x cộng 3. Và chúng ta thầy sẽ giải phương trình này ra được ngay là 2x trừ x chuyển vế sẽ bằng trừ 3 cộng với 1. Còn bên này 2x cộng với x thì nó sẽ bằng là 3 cộng 1. Ở trên em thấy ngay là 2x trừ x thì còn lại 1x, và nó bằng trừ 3 mà cộng với 1 thì chúng bằng trừ 2. Và 3x sẽ bằng 4, và chúng ta giải được ngay là x sẽ bằng 4 phần 3.
Thế đến đây các bạn lưu ý là bài toán của chúng ta là bài toán có điều kiện, do vậy chúng ta phải kiểm tra xem là có thỏa mãn điều kiện hay không. Thì đối phương trình của chúng ta chỉ lấy với nghiệm với những giá trị x chỉ lớn 3, mà ở trong bài này các bạn thấy là x chỉ bằng 2, nhỏ hơn 3, vậy không thỏa mãn điều kiện. Vậy cái này là loại. Tương tự như vậy các em thấy là ở cái nghiệm thứ hai là x bằng 4/3, thì 4/3 của chúng ta cũng không lớn hơn 3, nhỏ hơn 3, do vậy cái này là loại. Vậy trong trường hợp đặc biệt này, phương trình chúng ta kết luận là phương trình vô nghiệm. Vậy thì phương trình vô nghiệm. Vậy thì phương trình của chúng ta là vô nghiệm. Đấy, như vậy là thầy vừa trình bày cái dạng số 3 mà áp dụng ở cái phần hàng đẳng thức này, chúng ta vào đi giải phương trình. Thế nên xin mời các em xem lại một lần nữa ở cái dạng này. Các em quan sát. Lưu ý đối với dạng này chúng ta là có hai phần, một phần là bằng vế phải là chữ số, một phần vế phải chúng ta là một biểu thức chữ biến. Thì hai cách giải khác nhau. Đối với trường hợp biểu thức chữ số ở vế phải chữ số thì chúng ta không cần phải kiểm tra điều kiện vì không có điều kiện. Còn ở trường hợp thứ hai thì em lưu ý là có điều kiện, do vậy các bạn phải so sánh điều kiện để xem là kết quả có thỏa mãn phương trình không. Như vậy thầy vừa trình bày xong cái dạng số 3 thì hy vọng các em sẽ có phản hồi lại cho thầy. Thế bây giờ thầy sẽ sang cái dạng thứ 4 là dạng chứng minh đẳng thức. Dạng thứ 4 của chúng ta. Dạng 4. Dạng 4 là chứng minh đẳng thức. Chứng minh đẳng thức A bằng B. Thế đối với cách chứng minh đẳng thức A bằng B thì có một số cách sau đây, nhưng thường thì thầy chỉ chọn một cách thôi. Cách thứ nhất là chúng ta biến đổi một trong hai biểu thức ở vế trái hoặc vế phải. Biểu thức nào phức tạp thì chúng ta biến đổi về bằng biểu thức đơn giản. Ở trong trường hợp này thầy ví dụ như là trường hợp biểu thức A là biểu thức phức tạp thì thầy biến đổi như này: A bằng qua các giá trị trung gian nào đó cho đến khi nào kết quả nó bằng bằng B. Vậy thì biểu thức của chúng ta là đã chứng minh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai các bạn cũng có thể trình bày bằng cách khác là các bạn xét hiệu của hai cái vế trái và vế phải, tức là biểu thức A và biểu thức B ấy, xét hiệu là A trừ B. Nếu trong trường hợp mà cái hiệu này các bạn xét hiệu nó bằng 0 thì chứng tỏ là hai anh bằng nhau, thì chứng tỏ là A bằng bằng B. Một cách nữa các em có thể dùng đó là cách chứng minh có một biểu thức trung gian, nghĩa là chứng minh rằng là để sử dụng tính chất bắc cầu, chứng minh biểu thức A 1 bằng một biểu thức C nào đó và biểu thức B của chúng ta cũng bằng một biểu thức C nào đó. Từ cái tính chất bắc cầu này thì em cũng suy ra được là biểu thức A bằng biểu thức B. Thế trong cái bài này thì thầy sẽ sử dụng cái phương pháp cách thứ nhất ở trong bài này. Thì thầy sẽ đi cái ví dụ áp dụng. Để sang ví dụ áp dụng sau đây là chứng minh rằng, ví dụ 1 là chứng minh rằng cái đẳng thức là căn bậc 2 của căn 3 trừ 1 tất cả bình phương trừ đi căn bậc 2 của 4 trừ căn 3 tất cả bình phương cộng với 5
bằng 2 căn 3. Thế bài này chứng minh như nào? Thì cách trình bày của chúng ta như này. Thế như thầy vừa nói ở đây có nhiều cách, nhưng trong trường hợp này, đối với bài toán này thì thầy sẽ sử dụng cách số 1, tức là biến đổi biểu thức phức tạp về biểu thức đơn giản. Thế thì các em quan sát ở trong cái đẳng thức này thì rõ ràng là vế trái sẽ phức tạp hơn vế phải. Do vậy thầy đi biến đổi vế trái sao cho bằng vế phải. Và bây giờ thầy sẽ biến đổi vế trái. Biến đổi vế trái là căn bậc 2 của căn 3 trừ 1 tất cả bình phương trừ đi căn bậc 2 của 4 trừ căn 3 tất cả bình phương cộng với 5. Như vậy là thầy áp dụng hằng đẳng thức thì nó trở bằng là giá trị tuyệt đối. Thầy đưa cái biểu thức căn 3 trừ 1 ra ngoài dấu căn thì nó trở thành là căn 3 trừ 1. Trừ đi tương tự như vậy, cũng đưa biểu thức là 4 trừ căn 3 ra ngoài dấu căn, nó trở thành là 4 trừ căn 3, giá tuyệt đối của 4 trừ căn 3 cộng với 5. Nhiệm vụ của chúng ta ở cái dạng này, ở dạng 1 thầy trình bày rồi. Bây giờ thầy sẽ phá dấu giao đối từng cái giao đối này. Thì muốn phá được thầy sẽ so sánh để biết là biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối là dương hay âm. Nếu dương thì bằng chính biểu thức, còn nếu âm thì bằng trừ biểu thức. Thì ở đây thầy thấy nào, 1 thì bằng căn 1, mà căn 3 thì lớn căn 1, do vậy căn 3 trừ 1 sẽ là số dương. Vậy thì giá đối của căn 3 trừ 1 chính là bằng căn 3 trừ 1. Một số bạn ở đây rất bị hay bị nhầm khi các bạn mở ngoặc có dấu trừ trước, các bạn cứ mở luôn mà các bạn không đổi dấu. Do vậy để tránh trường hợp sai sót thì thầy để có dấu trừ thầy để nguyên và thầy giữ nguyên dấu ngoặc. Thì các bạn thấy này, bây giờ thầy so sánh nào, 4 chính là bằng căn của 16. Vậy căn 16 thì lớn hơn căn 3. Vậy căn 16 trừ căn 3 là một số dương. Vậy nó bằng chính biểu thức là 4 trừ căn 3. 4 trừ căn 3. Do có dấu trừ để tránh sai sót thì thầy để nguyên dấu trừ để thầy đổi dấu sau. Và nó bằng căn 3 trừ 1 trừ 4 cộng căn 3 cộng với 5. Và các em thu gọn lại thì chúng ta nó được kết quả là bằng 2 căn 3. Và 2 căn 3 này thì chính là bằng vế phải của chúng ta. 2 căn 3 chính bằng vế phải. Vậy đây chính là điều phải chứng minh. Như vậy qua cái bài này, thầy vừa trình bày cho các em 4 cái dạng cơ bản. Do thời lượng video có hạn, thầy cũng trình bày 4 cái dạng cơ bản này. Thì các em về nhà sẽ xem video của thầy và tiếp tục sẽ làm các bài tập tương tự mà thầy đã ra. Mong các em sẽ cố gắng làm bài tập. Để các em xem bài tập về nhà của chúng ta. Bài tập về nhà, bài số 1 là tìm x để biểu thức có nghĩa. Ý A là căn bậc 2 của 3x thì cộng 9. B là căn bậc 2 của trừ 2x thì trừ 3. C là x thì trừ 1 trên căn bậc 2 của x thì trừ 5. Bài số 2 là rút gọn biểu thức. A chính là căn bậc 2 của 3 bình phương trừ căn bậc 2 của 4 bình phương. B là căn bậc 2 của trừ 5 bình phương trừ 5 tất cả bình phương trừ đi căn 2 căn của 2 tất cả bình phương. Ý C là căn bậc 2 của căn 3 trừ 2 tất cả bình. Ý D là căn bậc 2 của 2 trừ căn 7 tất cả bình phương. Và bài 3, bài 4 thì các em sẽ quan sát ở trên này, các bạn sẽ ghi lại. Chúc các bạn học tập vui vẻ và thành công. Có những điều gì cần góp ý, các bạn sẽ góp ý ở dưới phần video. Xin